Xin chào các bạn. Hôm nay mình cũng ra vườn để hái rau. Mình sẽ làm một cái món ăn đơn giản mà ăn rất là ngon. Cái mùa dịch này nó kéo dài quá, làm ai cũng lao đao hết trơn. Bây giờ mình phải ra vườn để hái, làm một món đơn giản, thiệt là đơn giản mà nó không có tốn kém gì trơn. Chỉ có sẵn những đồ xung quanh nhà thôi. Ở đây là cái rau dền nè. Rau dền này mình không có trồng, nên nó tự lên. Rồi ăn một chập thì giờ nó lại già cỗi, rồi nó rụng bông rồi lại lên cây mới nè. Nó mình ngắt những cái cây non nhà mình ăn. Nhưng mà thật ra giờ cái già chút mình ăn cũng được, không sao. Giờ nó thiếu thốn thì cái nào cũng ăn được. Nói chung là cái rau dền rất là dễ ăn mà nó mềm nữa. Nên nó có bông mình lật cái bông mình bỏ đi. Khi mà mình luộc lên nó cũng mềm ngon lắm. Còn đây là cái cọng rau sam này, cũng cọng cây non mới lên. Rau sam ăn cũng ngon lắm. Ngày xưa thì rau sam nhiều đến nỗi thấy mà không có thèm ăn luôn. Còn bây giờ cái nào ăn được thì ăn hết trơn. Cái loại rau dền này người ta kêu là rau dền cơm. Nó có mùi thơm ngon lắm. Nó thơm hơn những cái rau dền đỏ, rau dền bán ngoài chợ mà loại cây to to, cây lớn lớn. Còn những cái loại này nó cái cọng nó hơi nhỏ hơn mà nó nhanh có bông hơn. Có những cây này nó mọc sát nhưng quá nhiều khi mình phải tỉa đi bớt, mình nhổ lên để cho những cây khác nó to, nó lớn. Như những cây này nè, nó mọc gần quá. Cái này không có gieo hạt gì trơn, tự nó rụng xuống nó lên lại. Mình chịu khó nhổ cỏ thôi. Còn khi nào nắng quá thì mình tưới cho nó chút. Này tối qua mưa lớn lắm, một cây mưa thiệt vừa dai vừa lớn nước quá trời luôn, đất cát nó văng nó bám dính đầy cây trời. Cái này mà hái xong mình phải đem vô ngâm nước á, cho chút muối vô để vệ sinh đó, ngâm lâu lâu chút á thì cát đất rồi nó rớt ra dễ rửa mà nó sạch. Mấy cái mà nó có bông già già vẫn ăn được nha. Mình ngắt bông bỏ trước, xong rồi mình ngắt luôn nó, mình dội vô mình khỏi lặt lại. Cái rau sam mấy cái rau nào luộc ăn được mình cứ luộc chung ngon lắm. Này một tâm một tay cầm máy điện thoại quay, một tay thì lặt rau nên nó hơi khó coi một chút. Mà mấy cái rau dền rau bông mình không ăn nó cũng mau già lắm ngàn. Nếu mà không ăn hết đó thì mình cũng phải lặt mấy cái bông mình bỏ đi cho nhánh khác, nhảy ra nhiều nhánh con đi. Mà nhảy nhiều nhánh như vậy á, thì mình ra mỗi lần mình ra mình ăn mình lặt nó nhanh hơn, nó có nhiều nhánh non hơn. Còn ăn không kịp là cây nó mau già mau cỗi lắm. Mình có trồng ở đây là một cây tắc này. Mà nói cây tắc này tắc ngọt,
Mình có ăn thử rồi nó không có chua mà nó cũng không có ngọt lắm, nó hơi lợ lợ thôi. Con trái hơi chín. Còn đây là có một cái dây lưới nó cũng tự lên nè. Cái đọt lưới này cũng ăn ngon lắm nha. Có một cái vùng của miền người ta kêu đây là cây chùm bao. Nó mình cũng ngắt đọt vậy nó sẽ nhảy ra nhiều đọt khác. Mấy cái này nó cứ luộc chung với mọi thứ mà mình ăn được, mình cứ luộc chung cũng rất là ngon. Cây này nó có cái trái khi nó chín lên là vàng vàng, trong có cái lưới bao ngoài, nên ở quê mình hay cũng là dây lưới. Còn đây là con cây rau tiêu nè, người ta cũng có dùng miền cũng gọi là cây càng cua. Cái cây này ăn sống rất ngon nè, làm gỏi ngon, nấu canh cũng ngon, xào cũng ngon lắm. Cái cây này làm nhiều món ăn ngon nè, cũng thơm. Để mình ra đây hái một mớ rau lang, cái đọt non của rau lang luộc rất là ngon nha. Mình sẽ luộc chung với rau dền rồi đó, rau tiêu, dây lưới, dây càng cua rồi đó. Nhà cũng trồng đủ thứ loại rau. Mấy cái đọt này thì nó hơi có muỗng chút nhưng không sao đó. Khi luộc thì cái cọng này nó hơi cứng hơn cọng rau dền xíu. Nó ít thì mình cứ cái mềm cái cứng ăn cũng được. Còn khi mà luộc cái này riêng mềm, lâu ăn nhiều thì mình luộc riêng ra. Ai thích ăn mềm thì luộc lâu một chút. Mình đã đi hái rau xong rồi, tại vì giờ ngày qua mưa đất cát chưa lắm nên mình phải ngâm cho lâu lâu một chút. Trong này bỏ vô một chút muối, nó mình ngâm cho nó ra đất ra cát đó, rồi mình rửa sau. Giờ mình đi hái lá giang. Ngoài bờ rào á, cây lá giang này cũng là cây tự mọc nên không có trồng. Lá giang để làm món ăn này, để làm nước chấm á. Mình ra hàng rào mình hái, tại giờ mình cho nó leo lên hàng rào luôn. Đó, nguyên một cây lá giang. Cái này cũng không có trồng luôn, tự lên đó. Cái lá giang này lá non hay lá dài ăn cũng được hết trơn. Mình hái non cũng được mà già cũng được. Tại nó chua, lá nào nó cũng chua. Cái mùi chua nó thanh thanh ngon lắm. Này có bông nè. Nó có cái bông ngoài đầu là đậu cái đọt nè. Rất khi ra bông thì xong mà nó có ra đậu trái nữa, trái nó dài dài. Cái trái nó cũng chua, cái bông ăn cũng chua luôn. Hai lá giang xong là giờ mình đi nhổ xả nha. Đây xả nhà trồng luôn. Trồng xen vô mấy cây cao su nè. Xả xanh tốt. Lựa mấy cái bụi xả mà nó cũng có cái tép xả mà to to rồi đó, mình
mình tước ra thôi, mình tỉa ra thôi, chứ không cần phải nhổ nguyên bụi. Mình để nó nhảy con ra, mình ăn dần vậy đó. Cái này mình lặt hết những cái lá già đó, mình bẻ gốc á, mình chặt lá xanh bên ngoài, mình rửa sạch, xong rồi mình bạo ra, xả cũng thơm. Ăn cái gì mình lại thích ăn xả, ăn cái gì mà có xả mình lại ăn ngon. Mà đặc biệt cái món này là xả bằm với lại lá giang á, bằm ra đâm vô thành một cái nước mắm xả lá giang, ăn với rau luộc rất là ngon à. Mấy cái rau ngâm một thời gian rồi á, bây giờ mình rửa sạch vớt ra nó sẽ mau lắm, tại cát đất nó rớt ra ngoài hết rồi. Xả cũng vậy, mình cũng phải rửa sạch hết rồi mình mới bầm mà này kia. Xả thì bây giờ mình bào trước, bào ra cho nó nhuyễn 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 để hờ mình đâm nó dễ. Tại cái này là mình ăn dạng như là mình ăn sống á, mình bào nhuyễn nhuyễn cho dễ ăn, dễ nhai. Này xả khi làm bào xong nó ra như vậy nè, nhưng mà mình phải đâm nó cho nó nhuyễn. Còn lá giang á thì mình cũng sắt ra để đâm chung với xả, thì trong lúc đó thì mình bỏ chung luôn xả, lá giang, tỏi, ớt đó, đâm chung cho nó nhuyễn. Trong khi đó thì bắt đầu mình mới bắt nước sôi lên để luộc rau nè. Đó, khi nước sôi rồi thì mình bỏ rau vô. Mà cái này nó mau chín lắm nha. Mấy cái rau này nè, nó chín chín mà nó thơm lắm. Vừa bỏ vô là nó có mùi rồi đó, mùi thơm rồi đó. Trong cái rau này chỉ có cái rau lang là nó hơi cứng hơn mấy rau kia chút thôi, nên không sao hết đó. Chỉ cần mình luộc rồi cái rau nào nó vừa ăn mình lấy ra, lấy luôn rau ăn ra một lượt luôn, nó không có cứng lắm. Chỉ luộc mà chín quá thì nó lại không ngon. Mà trong lúc luộc thì mình cứ trộn lên rồi mình hờ mình coi á, cái dạng như mình gấp cái cọng rau dền lên, mình dùng tay mình bóp á, bóp nhẹ nhẹ là thấy nó mềm là được rồi, đừng để nó rụt quá không ngon. Còn bạn nào mà ai mà thích ăn mềm á thì cứ để rụt không sao, nhưng mà cái mùi thơm nó sẽ bớt đó. Vậy là vừa chín rồi. Ở trong nước luộc rau này mình cũng bỏ dùng xíu muối ngay cho rau thấy nó mà xanh xanh tươi tươi thấy ngon, rồi cái mùi thơm mới thơm phức luôn, thèm ăn rồi đó. Mới nghe mùi rau dền xong nó thèm rồi đó. Khi mình vớt ra cái nước này cũng không có bỏ nha các bạn, mấy cái nước này chút nữa mình làm canh mình húp ngon lắm. À, còn đây là sau khi đã đâm nhuyễn ra rồi nè, rồi mình mới đổ thêm nước 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 nước, nước sôi nè. Chút đường, bột ngọt. Rồi nước mắm. Nước mắm mình cũng canh canh cho nó vừa, mình cũng nếm nha, mình hãy nên nếm thử mà đừng làm mặn quá, nó được khuấy đều lên cho nó tan rồi hết rồi mình nếm thử có vừa hay không. Tô này là nước luộc rau nè, mình chế ra tô, mình bỏ vô đây một chút muối nè, chút tiêu, chút đường, chút bột ngọt. Cũng giống như mình nêm những cái canh khác vậy thôi, nhưng mà hơi lạc lạc một tí để húp á. Đó, rồi nặn vô đây một miếng tắc.
Thấy vậy chứ húp nước này ngon lắm các bạn ơi. Còn đây là món rau luộc chấm nước mắm xả lá giang và nước canh. Đó. Bữa cơm vậy chứ ngon lắm. Mấy bạn nào làm thử coi. Ăn hao cơm luôn á. Rất là ngon. Không cần thịt cá gì hết. Trong mùa dịch mà mình làm món cơm đơn giản vậy thôi mà ăn rất là ngon mà lại không tốn tiền nữa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.